Đồ Cô Đức Hiền kính chào quý vị. Lúc này là buổi trưa của ngày 14 tháng 6 năm 2017. Và trên hình ảnh quý vị đang xem là cặp bàn thờ bằng gỗ vụ dài 1m75, sâu 81 và cao 1m27. Còn bàn bên dưới là 81, 61 và cao 61. Thì đây là cặp bàn thờ chúng tôi đã bán cho khách hàng anh ở Vincom Thăng Long. Anh chính là phụ huynh của thầy giáo Trần Đạt, là con rể nhà tôi. Thì bộ này chúng tôi đã giới thiệu rồi, nhưng ngày hôm nay là chúng tôi đang chuẩn bị dỡ ra để đưa lên xe chuyển cho khách hàng. Và nhân đây cũng chúng tôi xin cảm ơn, gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các phụ huynh của thầy giáo Trần Đạt đã luôn ủng hộ thầy, và đã thế là bây giờ lại tiếp tục ủng hộ sang cả gia đình bên vợ của thầy. Thì như vậy là chúng tôi không biết nói lời gì hơn, chỉ bằng cách là làm các sản phẩm nó thật là chuẩn chỉ cho khách hàng mà thôi. Các em dỡ đi để mang xuống ô tô. Và đây là hình ảnh đang quay tại tầng 3 phía trước ở khu B của Đức Hiền. Thì khu B chúng tôi quá dài cho nên là phải nói lên phía trước và phía sau. Và hiện nay riêng ở trên tầng 3 này đã vẫn đang còn vài chục chiếc bàn thờ, sập thờ. Ví dụ như là cái bàn bên cạnh này là dài 1m53, và dài 1m27, sâu 61 và cao 1m27. Cái cặp tí nữa dựng cái đấy lên để lấy chỗ đi. Cái cặp bàn bên cạnh này là dài 2m17, sâu 1m07 và cao 1m27 bằng gỗ hương. Cũng cùng kích thước đấy và mẫu mã đó. Nhưng bên này là gỗ vụ. Đây là những chiếc vẫn đang còn để tôi giới thiệu. Còn hai cặp đang xếp cạnh nhau đây thì một cặp đã bán về. Một cặp giống như cặp của phụ huynh thầy Đạt thì đã bán về Thanh Hà, Hải Dương. Bác ký rồi nhưng mà chưa làm nhà xong, bác chưa lấy. Còn bên này là một cặp dài 1m97 là đã bán về cho anh Quân ở Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Tiếp theo đây mấy cái bàn thờ bằng gỗ đỏ bên dưới này rất đẹp nhưng mà chưa kịp lắp lên. Có lẽ tí nữa là còn chỗ chúng tôi sẽ lắp lên luôn. Và bên này là chiếc tủ thờ dài 1m27, cao 1m27 và sâu 60. Tiếp theo là chiếc tủ thờ dài 1m53, sâu 67, cao 1m27. Những chiếc này là bằng gỗ đỏ. Chiếc bên này là 1m53 x 60, cao 1m27 bằng gỗ vụ, màu sẫm hơn gỗ gỗ đỏ. Còn chiếc đầu tiên này ở ngoài này mang mã số 3B21 thì đã bán cho khách hàng ở Cam Ranh ngày 24 tháng 4 năm ngày 24 tháng 4 và đã bán cho bác ở Cam Ranh lâu rồi, lấy thì không ghi ngày. Bác đã đặt tiền nhưng mà chưa đến giờ lấy, chưa đến ngày lấy. Cặp đằng sau này dài 1m27, sâu 60, cao 1m27. Mẫu đỡ mã đơn giản hay dùng cho các khu chung cư. Cặp này mang mã số là 3B22. Với mặt bằng 2.500 m², Đồ Gỗ Đức Hiền đang có hàng ngàn mặt hàng đồ gỗ quý ở đây. Và trân trọng kính mời quý khách bớt chút thời gian về tham quan mua sắm tại Đồ Gỗ Đức Hiền, làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Còn xin quý vị liên lạc với kỹ sư Đức theo số 0984 666 999 hoặc là Viber Zalo 0967 666 111. Nếu như các cái máy này bận thì xin quý vị để lại tin nhắn, tôi sẽ gọi lại hoặc là nhắn tin lại. Cảm ơn quý vị.